sau hiệu ứng của bộ phim Vân Chi Vũ, từ một nam diễn viên vô danh, thừa lỗi nhận được sự chú ý của công chúng nhờ vai diễn Cung Thượng Giác, văn võ song toàn, uy nghiêm, lạnh lùng. Anh chàng thu về hơn 2 triệu người hâm mộ trên Weibo, trở thành một trong những nam phụ thành công nhất mùa hè 2023. Hôm nay hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị về anh chàng diễn viên đa tài thừa lỗi nhé. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của Cbiz Phim, cũng như để lại những bình luận chia sẻ ý kiến bên dưới. Thừa lỗi, chàng trai nghệ thuật đa tài. Thừa lỗi tên thật là Dương Huy Tường, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1993 tại Quảng Đông. Anh chàng được mọi người nhận xét là một người sôi nổi và vui vẻ từ khi còn nhỏ, rất thích chơi thể thao và kết bạn bốn phương. Năm 2013, Thừa lỗi được nhận vào Học viện Mỹ thuật Hà Bắc, chuyên ngành thiết kế kiến trúc. Khi còn đi học, vì giúp đỡ một người bạn diễn viên nên anh và bạn cùng phòng đã đi đóng vai phụ. Tuy nhiên, Thừa lỗi lại được đạo diễn đánh giá cao và mời anh trở thành một diễn viên đặc biệt của bộ phim. Đây chính là bước khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất của anh. Nếu Cung Nhị Tiên Sinh trong Vân Chi Vũ khiến người ta khiếp sợ chỉ bằng một ánh mắt, thì diễn viên Thừa lỗi lại khiến cư dân mạng phải ngạc nhiên vì thật sự quá khác Cung Thượng Giác. Thừa lỗi đích thị là một chàng trai văn nghệ chính hiệu, từ tài năng hội họa, chơi nhạc cụ, viết văn đến diễn xuất đều được khen ngợi. Anh chàng có thể chơi tốt đàn guitar, piano và cả violon. Bất kể là ở nơi nào, dù là ở nhà hay phim trường, chỉ cần có thời gian rảnh thì mọi người xung quanh lại bắt gặp hình ảnh Thừa lỗi đang chăm chú vẽ một thứ gì đó. Nam diễn viên cũng từng trổ tài viết hậu truyện cho bộ phim Hư Nhan mà anh từng tham gia. Khi được đăng tải lên Weibo, sáng tác của Thừa lỗi đã nhận về rất nhiều lời khen cho lối hành văn chặt chẽ, ngôn từ trau chuốt. Ngoài ra, Thừa lỗi cũng là một fanboy chính hiệu của nhóm nhạc Westlife. Một diễn viên nghiêm túc với nghiệp diễn. Trước khi được nhiều người biết đến, Thừa lỗi cũng từng rất trăn trở đối với sự nghiệp diễn xuất của mình. Diễn viên trẻ vẫn chưa nổi tiếng chính là những dòng giới thiệu đầu tiên trong hồ sơ trên tài khoản Zihu của Thừa lỗi trước đây. Dù đã ngừng cập nhật từ 2019, nhưng tài khoản này vẫn còn lưu lại một số câu trả lời của anh chàng khi vẫn đang ở trong giai đoạn đầu bước chân vào Cbiz, khiến cộng đồng mạng cảm thấy vô cùng thú vị. Khi được người dùng Zihu đặt câu hỏi rằng là một diễn viên không nổi tiếng sẽ như thế nào, Thừa lỗi đã trả lời rằng, hàng ngày, ngoài các buổi thử vai, anh sẽ quản lý thời gian, giống như một bước chạy đà, tích lũy kinh nghiệm sống, trau dồi kỹ năng. Sẽ có những lo lắng vì thiếu việc làm, thiếu thu nhập, nên anh vẫn thường tự nhắc nhở mình phải nín thở chờ đợi cơ hội. Anh chàng cũng chia sẻ rất nhiều suy nghĩ của anh về nghề nghiệp diễn viên, chẳng hạn như khi ai đó xin chữ ký và muốn chụp ảnh cùng, bạn phải cảm thấy ấm lòng và khiêm tốn. Không chỉ có diễn viên, dù ngành nghề nào cũng có những giai đoạn không nổi tiếng như vậy, tương lai khi nhìn lại khoảng thời gian này, chắc chắn rất có giá trị. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Thừa lỗi đã tiết lộ rằng khi mới vào nghề anh đã từng thử casting rất nhiều phim ngắn và bị từ chối liên tiếp 30 lần. Thừa lỗi nói, khi liên tục bị 30 người từ chối thì thật khó để nói rằng không nản lòng. Trong thời gian bị từ chối, tôi liên tục không ngừng tự cổ vũ bản thân, tôi nghĩ đây là một điều có ý nghĩa trong quá trình trưởng thành. Hiện tại khi nhìn lại, Thừa lỗi nhận ra làm diễn viên là một việc có thể khiến bản thân dần trở nên mạnh mẽ, bao gồm cả việc liên tục bị từ chối và phủ định. Từ những chia sẻ này có thể thấy, Thừa lỗi thật sự là một người diễn viên làm nghề một cách vô cùng nghiêm túc, luôn chủ động rèn rũa bản thân từng ngày. Những thành công của Thừa lỗi ngày hôm nay đã được anh chuẩn bị từ rất lâu, không có gì được gọi là một đêm thành danh, tất cả đều là bách luyện thành thép. Những bộ phim đáng chú ý của Thừa lỗi. Năm 2018, Thừa lỗi chính thức bước chân vào showbiz, sau đó anh chàng tham gia vào rất nhiều bộ phim, nhưng chủ yếu là các bộ phim chiếu mạng ngắn tập hoặc các vai phụ không được chú ý mấy. Mãi đến năm 2021, Thừa lỗi mới bắt đầu có vai diễn chính đầu tiên trong bộ phim ngắn có tên là Bạn trai Husky của tôi, trong phim Thừa lỗi đảm nhận vai nam chính Bạch Kính Vũ. Một tổng giám đốc vừa đẹp trai lại tài ba, nhưng lại mắc một căn bệnh hiếm có là mang trong người gen của loài chó Husky. Từ đó, anh chàng có những hành động và phản ứng hơi ngáo ngơ giống như một chú Husky vậy. Sau đó, Thừa lỗi tiếp tục tham gia đóng chính trong một số bộ phim ngắn và các dự án nhỏ khác như Hoàng hậu công lược, Huynh trưởng đại nhân hủy khế ước đi, Hôm nay ta đã được làm thái hậu chưa, Hoàng hậu bách biến của ta, Song diện thái tử phi, Hư Nhan, Bí mật của người vợ, Học viện trên núi Cốc Viễn, Phương pháp thăm dò tình yêu. Trong đó, có một số bộ phim ngắn nổi bật, được nhiều khán giả yêu thích như Hoàng hậu công lược hay Hư Nhan. Hoàng hậu công lược, bộ phim xoay quanh câu chuyện xuyên không của một cô nữ sinh trung học tên Lương Vi Vi. Một hôm,
cô đang xem bộ phim ngôn tình do đàn anh khóa trên Cảnh Thanh đóng chính thì lại vô tình bị xuyên không vào thế giới trong phim. Nhưng xui xẻo thay, cô lại không phải là nữ chính mà chỉ là một cô hoàng hậu thất sủng với vận mệnh định sẵn là sẽ chết ngay từ tập 3. Hoàng hậu Lương Vi Vi cứ thế mà lặp lại vòng tuần hoàn chết đi sống lại suốt 12 lần đến nỗi phát chán. Vì thế, để chấm dứt được vòng luẩn quẩn này, cô đành tranh sủng để trở thành nhân vật chính, quyết định thay đổi vận mệnh của mình. Từ đó, cô và tên hoàng đế tính cách kỳ quái Cảnh Thanh mở ra một câu chuyện tình hài hước, ngọt ngào. Hư Nhan. Không có ngôi sao Lưu Lượng gánh phim, không được đầu tư kinh phí khủng, lại chỉ là phim ngắn chiếu mạng, nhưng với cốt truyện đặc sắc, cộng thêm khả năng diễn xuất đủ để khán giả hài lòng, Hư Nhan bất ngờ trở thành bộ phim được yêu thích nhất tháng 9 năm 2022. Bên cạnh đó, những tình tiết trong phim cũng được đạo diễn sắp đặt rất ổn thỏa, hợp lý khiến khán giả không muốn rời mắt khỏi màn hình. Theo mô típ ngược trước ngọt sau, Hư Nhan xoay quanh câu chuyện về hai cô nàng có thân phận hoàn toàn khác nhau. Đại tiểu thư Thẩm Thấm do Tống Triều Nghệ thủ vai, của phủ tướng quốc mang nét đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng quyết không muốn trở thành công cụ tranh giành quyền lực của phụ thân để thành thân theo sự sắp đặt của ông. Trước ngày xuất giá, Thẩm Thấm đã quyết định tiến hành đổi mặt, muốn thay đổi thân phận mới với một người khác. Người này chính là Thập Thất, do Kha Dĩnh thủ vai, một nữ họa sư tài sắc vẹn toàn đang tìm kiếm tỷ tỷ không rõ tung tích. Do vô tình trúng kế của Thẩm Thấm, Thập Thất sau khi tỉnh lại đã được gả đến phủ Tiêu tướng quân, nàng hết sức bàng hoàng phát hiện bản thân đã trở thành Thẩm Thấm. Chớ trêu thay, tướng công của Thẩm Thấm lại là vị tướng quân đã từng ra tay cứu mạng Thập Thất 3 năm về trước. Khi gặp được Tiêu Hàn Thanh, trái tim của nàng trở nên hỗn loạn, Thập Thất dường như có chút rung động với vị ân nhân này. Không chấp nhận sự thật, Thập Thất tìm đến Thẩm Thấm muốn đổi lại dung nhan. Nào ngờ, Thẩm Thấm đâu dễ dàng chấp nhận, dùng tính mạng của tỷ tỷ nàng để uy hiếp, buộc nàng phải ở lại bên cạnh Tiêu Hàn Thanh. Trải qua thời gian chung sống, Tiêu Hàn Thanh dần phát hiện thê tử hiện tại ngày càng giống với cô gái 3 năm trước vẫn chưa thể nào quên được. Sau khi Thẩm Thấm thay đổi dung mạo liền đến bên cạnh Ninh Vương, nhưng Ninh Vương chẳng những không yêu cô ta mà thường xuyên đến tìm Thập Thất. Lúc này, Thẩm Thấm bắt đầu suy tư, rốt cuộc Ninh Vương đã bỏ rơi nàng hay là đã thật sự yêu nàng. Trong phim, Thừa Lỗi đảm nhận vai diễn Tiêu Hàn Thanh, một tướng quân hộ quốc, có công lao hiển hách nhưng lại mang tiếng sát thê. Tiêu Hàn Thanh đồng ý thành thân cùng với Thẩm Thấm cũng chỉ là thỏa thuận, thậm chí hắn còn chán ghét vì sự kiêu ngạo, hống hách của nàng ta. Thế nhưng, Tiêu Hàn Thanh không ngờ rằng người mà chàng cưới lại không phải là Thẩm Thấm thật và càng không thể nào ngờ rằng cuối cùng chàng lại đem lòng yêu người vợ giả mạo của mình. Vụt sáng với vai diễn Cung Thượng Giác, cơ duyên đưa Thừa Lỗi đến với vai diễn Cung Thượng Giác cũng rất thú vị. Năm 2022, Thừa Lỗi có tham gia một show thực tế về mỹ thuật là Bầu Trời của Thiếu Niên Biết Vẽ, nhưng đã không thể đi đến cuối chương trình. May mắn là đúng ngày bị loại, Thừa Lỗi đã được gọi đi thử vai phim Vân Chi Vũ và vượt qua vòng phỏng vấn lấy được nhân vật Cung Thượng Giác. Kết quả chính nhờ vai diễn này khiến Thừa Lỗi nổi tiếng hơn, được biết đến nhiều hơn. Phát sóng từ ngày 2 tháng 9 năm 2023, bộ phim Vân Chi Vũ nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả với cốt truyện xoay quanh màn đối đầu căng não giữa hai phe Cung Môn và Vô Phong. Bộ phim mở đầu với tình tiết hai nữ sát thủ xinh đẹp của Vô Phong là Vân Vi Sam, Ngu Thư Hân và Thượng Quan Thiển, Lư Dục Hiểu đang trà trộn vào Cung Môn làm gián điệp. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm ở Cung Môn, Vân Vi Sam lại dần yêu sâu đậm Cung Tử Vũ, Trương Lăng Hách, người sau này trở thành chấp nhẫn của Cung Môn. Còn Thượng Quan Thiển cũng không thoát khỏi lưới tình với Cung Thượng Giác, Thừa Lỗi. Trong phim, Cung Thượng Giác là một nhân vật tài sắc đều có thừa, uy danh của hắn ở cả trong gia tộc lẫn giang hồ khá lớn. Cung Thượng Giác là cung chủ của Giác Cung, một trong 4 cung của Cung Môn, có nhiệm vụ đối ngoại, phụ trách việc làm ăn, xã giao với các môn phái giang hồ. Khi chấp nhẫn và thiếu chủ qua đời, vốn dĩ Cung Thượng Giác được xem là người kế thừa phù hợp nhất, nhưng vì quy định tổ tông, vị trí này đã được truyền lại cho Cung Tử Vũ. Điều này khiến người luôn nghi ngờ về huyết thống của Cung Tử Vũ như hắn không phục. Nhân vật Cung Thượng Giác được xây dựng với hình tượng như là một kẻ máu lạnh tuyệt tình, làm việc dứt khoát, tính toán sâu xa. Nhưng thật ra Cung Thượng Giác lại là một người cực kỳ quý trọng tình cảm gia đình, luôn một lòng vì Cung Môn. Diễn xuất của Thừa Lỗi trong Vân Chi Vũ được đánh giá khá cao. Biểu cảm của nam diễn viên được đánh giá là tinh tế, thể hiện được khí chất bề thế, cao ngạo của một cung chủ quyền uy, mưu lược. Trường hợp của Thừa Lỗi thật đúng với câu nói, chỉ cần bạn đủ kiên trì thì dù cánh cửa này khép lại, vẫn sẽ có một cánh cửa tuyệt vời khác lại mở ra đối với bạn. Hiện tại, Thừa Lỗi tham gia đóng vai phụ trong dự án Nhan Tâm Ký do La Vân Hy, Tống Dật đóng chính và vai diễn khách mời trong dự án Mộng Quy Đại Ly của đạo diễn Quách Kính Minh. Bên cạnh đó, tài nguyên của Thừa Lỗi cũng có sự thay đổi rõ nét cả về mảng phim ảnh, chương trình giải trí lẫn thời trang. Hiện đang có rất nhiều kịch bản chất lượng tìm đến với Thừa Lỗi,
Vì thế chắc chắn trong thời gian tới nam diễn viên sẽ gặp lại khán giả trong nhiều bộ phim hấp dẫn nữa. Bạn có ấn tượng như thế nào về nhân vật Cung Thượng Giác và anh chàng Thừa Lỗi? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!